Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watch. Vâng, xin chào các OGN fan. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi review lên sóng với 500 anh em là 2 này, 4 này, 6 mẫu đồng hồ OGN với phiên bản là dây thép có giá bán là trên dưới 10 triệu đồng. Rồi, 6 mẫu đồng hồ này xấu đẹp ra làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi, đến với mẫu đồng hồ đầu tiên thì trên tay tôi đây là một mẫu đồng hồ OGN với phiên bản là 3 sao, phiên bản 3 sao đây, với mặt màu xanh lục bảo. Đây là một mẫu đồng hồ có một thời gian là cháy hạn. Vâng, vừa rồi thì bên hãng mới lại có hàng về. Thế cho nên là giờ quắt lại sở hữu ngay được một em. Cũng cách đây khoảng một tuần thôi thì cũng có anh khách ở trên YouTube hỏi mẫu đồng hồ này, nhưng mà giờ quắt cũng không còn hàng nữa. Vâng, đây thì may quá là hàng lại mới về, cho nên là lại có hàng để review giới thiệu với anh em. Thì đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế dòng 3 sao rất là đẹp và cũng được anh em đón nhận rất là nhiều. Bởi vì giá thành của em nó thì cũng rất là hợp lý luôn anh em ạ. Vâng, giá thành của em nó là có 5.070.000. Và khi anh em mua thì chúng tôi sẽ sale cho anh em 15%, 15% anh em nhé. Chỉ áp dụng khi anh em mua online và mua trên kênh YouTube, đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh. Thì giờ quát cũng tri ân với anh em, đó là sale 15% cho anh em. Và tất cả ở đây đều là hàng chính hãng. Thì đây tôi cho anh em xem luôn. Ví dụ ở đây có cái mã code thì anh em có thể là quét mã QR này là để xem là có phải hàng chính hãng hay không này. Đó. Và ở đằng sau thì cũng có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này nằm ở đây. Đó. Rồi, em này thì có size mặt này, tôi đo luôn cho anh em xem. Đây, size mặt nào. Đây, em nó là có size mặt 38.7 thì gọi là 39 đi. Đây 39 này anh em này. Đây, đúng 39 luôn anh em ạ, size mặt 39. Và độ dày của em nó là. Đây, độ dày của em nó là 10.5, rất là phù hợp với anh em nào có cổ tay trung bình. Đấy, ví dụ là khoảng tầm 16, 17, 18 thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok này, rất là đẹp. Vâng. Em đồng hồ này thì có cái phần dạ quang thì khỏi phải nghĩ rồi. Này anh em nhìn xem, rực rỡ luôn vào ban đêm luôn, rực rỡ luôn. Mà trên cái mặt là xanh lục bảo, nó rất là sang chảnh và rất là đẹp luôn. Vâng, em nó thì có chức năng lịch thứ lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống. Dây vỏ đờ mi rất là đẹp và rất là trẻ trung luôn. Rồi tôi sẽ lên tay để cho anh em ướm thử lên tay mình nhá. Anh em nào đeo đẹp nhất đó là cổ tay khoảng 16, 17 thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok này. Rất là đẹp luôn anh em ạ. Và giá của em nó thì có là 5 triệu thôi, 5 triệu mà chưa sale, mà sale đi rồi nó khoảng tầm còn hơn 4 triệu một chút là anh em có sở hữu ngay một chiếc đồng hồ chính hãng lịch lãm sang xịn mịn như này rồi. Rồi, ta sang đến một mẫu đồng hồ thứ hai trong buổi review hôm nay. Rồi, trên tay tôi đây là một bản đồng hồ phải nói là rất đẹp luôn anh em ạ. Khỏi nghĩ luôn. Đây là một mẫu đình đám luôn anh em ạ. Đây là một dòng San Edmond Gen 6. Gen 6 của OGN. Thì em nó là gồm có chức năng San Edmond ở cọc số 4 đến 5 giờ này, lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống này, và có lịch thứ ở cọc số là 10 đến 11 giờ. Rất là đẹp luôn, mặt đai màu đen rất là sang, kết hợp dây vỏ là thép 316L, phải nói là không phải nghĩ anh em ạ, quá đẹp luôn. Mặt kính sapphire, độ chịu nước 5 ATM cho phép anh em đi mưa rửa tay các thứ thoải mái luôn. Rồi, phần khóa em nó đây. Đây anh em nhìn này, phần khóa gập 3. Rất là đẹp luôn. Khóa được thiết kế rất là ngắn để anh em đeo nó đỡ bị cấn tay. Mới nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện luôn anh em ạ. Vâng, đây là phần đáy của em nó đây. Mặt đáy của em nó thì bao giờ cũng có các thông số kỹ thuật của thương hiệu này, và có tem chính hãng của Tân Hải Minh này, và lộ đáy để mà vâng, và hở đáy để lộ cái bộ máy cơ khí ở bên trong. Đấy, tinh hoa của Nhật Bản ở bên trong cho anh em có thể quan sát. Đấy, nhìn xem là những chi tiết nó chuyển động rất là vui mắt luôn anh em ạ. Rất là ok luôn. Rồi, tôi sẽ. Rồi, mã của em nó nào. Đây, mã của em nó là GAAK0307B10B. Giá là 10.770.000. Khi anh em mua thì giờ quát cũng sale 15% cho anh em ở mẫu đồng hồ này. Và giá của em nó thì chắc cũng còn khoảng tầm 8 triệu mấy thôi. 8 triệu mấy là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ xịn sò như thế này rồi. Rồi, tôi sẽ lên tay cho anh em xem. Rồi anh em ơi, phải nói là quá đẹp đúng không ạ? Với em này thì size mặt khoảng 41. Đấy, tí tôi đo cho anh em xem. Thì em này lên tay thì quá chất rồi. Anh em nào có cổ tay cứ khoảng tầm 18, 19. Đấy, 18, 19 là đeo đẹp nhất. 18, 19 là đeo mẫu đồng hồ này là rất ok luôn. Đấy, dành cho anh em nào có cổ tay to một chút thì đeo mẫu đồng hồ này nó rất là sang. Rất là sang luôn anh em. Phải nói là quá đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn anh em.
không phải nghĩ luôn. Rồi, sai mặt em nó nào. Rồi, sai mặt của em nó là 41.5. 41.5 này, 41.5 này. Và độ dày là 13.2. Rất hợp lý luôn anh em ạ. Một chiếc đồng hồ cơ thì bao giờ nó cũng phải như thế này thì nó mới đầm tay. Anh em đeo nó phải đầm tay một tí thì đeo nó mới sướng. Đấy, quá đẹp đúng không ạ? Và chất luôn. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ 3. Thì mẫu đồng hồ thứ 3 này nó cũng không khác gì cái mẫu đồng hồ thứ 2 anh em ta vừa xem. Thì cái mẫu đồng hồ thứ 3 này là có cái phần mặt dial là màu xanh nước biển này, hoặc là gọi là xanh tím than ấy. Này, màu xanh ánh lục bảo rất là đẹp luôn anh em ạ, xẻ tia này. Quá là đẹp luôn. Nếu mà để vào hai mẫu đồng hồ này, đấy, anh em đứng cạnh nhau thì anh em sẽ chọn mẫu nào? Sẽ chọn mẫu nào nào? À, theo tôi thì mẫu đồng hồ bên tay phải này nó trẻ trung hơn so cả với cái mẫu đồng hồ bên tay trái. Đấy, bạn nào thanh niên, đấy, thanh niên đôi mươi đổi lên mà đeo đồng hồ này thì tôi nghĩ là hết nước chấm luôn anh em ạ. Quá đẹp luôn, phải nói là hết nước chấm là cái chắc rồi. Bởi vì em nó được thiết kế này quá sang xịn mịn và quá đẹp luôn. Rồi, tôi giờ lên tay thử luôn, thử luôn cho anh em. Với size mặt là 41.5, độ dày là 13. Vâng, độ dày là 13 chấm thì phải rồi. Rồi, quên mất rồi. Nguyên siêu luôn anh em ạ, nguyên đai nguyên kiện nhé, mới test này đẹp cho anh em. Nguyên siêu luôn, đây. Anh em thấy thế nào, lên tay thì ôi trời ơi, quá đẹp luôn anh em ạ. Vâng, anh em nào thích đeo một chiếc đồng hồ trẻ trung, nhiều chức năng thì tôi nghĩ rằng đây là một chiếc đồng hồ anh em không nên bỏ qua rồi. Đấy, chạy cơ automatic rất là tuyệt vời này. Đấy, cổ tay 18-19 là đeo đẹp nhất anh em nhé. Quá đẹp luôn này. Không phải nghĩ luôn anh em ạ. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư trong buổi review hôm nay. Trước mắt anh em thì cũng không xa lạ gì với mẫu đồng hồ này nữa rồi. Đây là một mẫu đồng hồ tôi cũng đánh giá là một mẫu đồng hồ rất là tuyệt vời. Và giờ bắt cũng bán rất là nhiều cái mẫu đồng hồ này rồi. Đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá rất là cao bởi vì em nó được thiết kế cũng rất là đẹp và trẻ trung. Với thiết kế là dây vỏ đờ mi rất là đẹp. Vâng, mặt dial lộ tim ở cọc số 9 giờ để ta quan sát được bộ máy cơ khí ở bên trong. Phần kim mắt ngỗng này, phần kim dây là kim mắt ngỗng này, và phần kim rất là dài, rất là đẹp, và lịch San Enmon ở cọc số 6 giờ rất là sang. Máy automatic đấy, dây vỏ là thép 316L, phải nói là quá đẹp. Thì mẫu đồng hồ này thì có một cái điểm đó là mặt kính hơi cong này, mặt kính hơi cong để ta có thể quan sát được nghiêng luôn anh em này. Đó, kính sapphire nhá, kính sapphire cong. Ozen đã làm kính sapphire thì thường là kính nguyên khối anh em nhé, kính sapphire nguyên khối không phải tráng sapphire luôn. Vâng, bây giờ tôi sẽ đo size mặt để anh em có thể xem luôn. Size mặt em nó đây, em này có size mặt là 42, size mặt 42, và độ dày của em nó là 14.1. đó, thì trong tất cả những mẫu đồng hồ gen thì tôi thấy cái mẫu đồng hồ này là khá dày đấy, bởi vì em nó thiết kế nó khỏe cho nên là yêu cầu nó phải dày dặn một chút để cho nó đẹp hơn. Đó, đây phần núm này, đồ sắc nét Ozen này, tất cả chính hãng nhá, bao chính hãng hết cho anh em. Anh em bảo đây là hàng nhái hàng giả, chúng tôi đền gấp 10 lần cho anh em luôn. Và anh em có thể check vào cốt này để xem, kiểm tra xem có phải là hàng chính hãng hay không. Đấy, ngoài ra thì đây trên tem có bao giờ cũng có cái mã xác thực chính phủ để anh em kiểm tra. Đây này, ví dụ anh em cào lớp này ra lấy cái mã số và gửi làm theo cú pháp ấy. Đấy, và chúng ta sẽ xem được đấy, xem là, và ta sẽ biết được là cái sản phẩm này có chính hãng hay không. Đấy, ngoài ra thì bên này có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này nằm ở đây. Và độ chịu nước của em này cũng là 5 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay thoải mái. Mặt đáy thì bao giờ ngỗ tem chính hãng của Tân Hải Minh và các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Rồi, về giá của em nó nào. Ờ, đây, mã của em nó là GA-S0007S10B và giá của em nó là 16.650.000. Thì khi anh em mua em mua tại The Watt thì The Watt sẽ sale cho anh em 15%. Thì em nó cũng còn khoảng tầm hơn 14 triệu một chút là anh em đã sở hữu ngay một chiếc đồng hồ xịn sò như thế này rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ lên tay để thử cho anh em. Đây, phần khóa của em nó đây, anh em nhìn xem, trau chuốt sắc nét, không có một điểm chê luôn anh em ạ. Rất là chất luôn anh em ạ. Rồi, lên tay thế nào. Em này thì lên tay tôi nó mới đẹp anh em ạ. Đây, anh em nhìn thấy thế nào, lên tay khỏi phải nghĩ rồi đúng không anh em. Đây, quá chất luôn. Từ dây đến vỏ thiết kế nó rất là hài hòa và nó rất là đẹp luôn. Không hổ thẹn, đây là một cái thương hiệu của Nhật Bản luôn anh em ạ. Mặt xẻ tia, lấp lánh luôn. Rất là sang trọng, cực kỳ sang luôn. Cổ tay 18-19 thì đeo mẫu đồng hồ này là đẹp nhất luôn anh em ạ. Quá đẹp luôn.
Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ 5 trong buổi review hôm nay. Trước mắt anh em, đây là một mẫu đồng hồ tôi cũng đánh giá rất rất là cao luôn. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ màu mới của cái dòng Babino này. Đây là một mẫu tôi đánh giá rất là đẹp. Vâng, anh em nào thích một chiếc đồng hồ với cái phiên bản là màu ghi này, mặt màu ghi này, tôi nghĩ rằng không nên bỏ qua mẫu đồng hồ này. Đấy, em nó thì được thiết kế là lỗ tim ở cọc số 9 giờ truyền thống này. Đấy, phần kim vắt nhọn. Số La Mã kết hợp với vạch số rất là đẹp và kính Babino. Đấy, kính Babino sắc nét luôn. Phần thân vỏ rất là đẹp anh em ạ, trau chuốt, sang trọng luôn. Để phần mặt đáy thì không bao giờ có tem chính hãng của Tân Hải Minh này, các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này này. Và lỗ đáy để cho anh em quan sát được bộ máy chuyển động đây này, anh em thấy không? Chuyển động ở bên trong. Đấy, xuyên thủng luôn, xuyên thấu luôn anh em này, nhìn thấy không? Xuyên thấu đây. Đấy. Xuyên thấu luôn mặt trước đến mặt sau luôn. Rất là chất anh em ạ. Rồi, mã của đầu mẫu đồng hồ này đây. RAAG0029N10B. Và giá của em nó là 10.100.000. Và khi anh em mua online, chúng tôi cũng sale 15% cho anh em. Sale 15% anh em nhé. Và đây cũng là cái tem chính hãng đây. Đấy, xác thực chính phủ cho anh em. Rất là chất luôn. Vâng, bây giờ tôi đo xe mặt của em nó cho anh em xem nào. Rồi, đây anh em ơi, 40. Vâng, em nó là có xe mặt 40.5 này. Độ dày của em nó là 12.4. Đấy, 12.4 này, 12.3. 43 gì đấy, còn là 45 đi. Rồi, phải nói là quá chất đúng không ạ? Rồi, tôi thử lên tay cho anh em xem nhá. Đấy, em này được thiết kế là khóa bướm này, gập 3 luôn. Rồi, lên tay này anh em ơi. Vâng, anh em nào có cổ tay khoảng 17, 18, 19 thì cũng đều đeo được mẫu đồng hồ này. Đấy, đẹp nhất của em nó là đeo khoảng tầm 17, 18 là đeo mẫu đồng hồ này đẹp nhất anh em ạ. Này, 17, 18 là đeo đẹp nhất luôn. Quá chất luôn anh em nhé. Này, xịn sò không? Rất là xịn sò luôn. Đấy, có 10.100.000 thôi. Ngày giờ Watt sẽ sale cho anh em 15% thì giá em nó cũng còn khoảng hơn 8 triệu gì đó. Hơn 8 triệu gì đó là anh em đã sử dụng ngay một chiếc đồng hồ hay rồi. Vâng, đồng hồ tuyệt vời này rồi. Và đây cũng là một cái thiết kế khóa mới của Ozen này. Thiết kế khóa mới rất hay luôn anh em ạ. Đây. Rất là nhẹ nhàng đơn giản. Không quá dày. Rất là mỏng manh. Anh em này. Rất là dễ đeo. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng cũng là mẫu thứ 6 trong buổi review hôm nay. Thì đây, trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ giống như cái phiên bản đồng hồ thứ 5. Đây, anh em xem này. Giống hệt những phiên bản đồng hồ thứ 5. Nó không khác gì cả. Nó chỉ khác về màu sắc thôi. Thì em này được thiết kế là mặt xanh lục bảo xẻ tia. Đây anh em nhìn xem. Đây, xẻ tia lấp lánh không? Mặt xanh lục bảo xẻ tia rất là đẹp. Đấy, cọc số 9 giờ cũng là lộ tim. Đấy, trên núm các hướng đều có logo này của Ozen. Phần khóa của em nó cũng vậy, dây cũng vậy, không khác gì nhau cả. Đấy, và cái phần giá của em nó đây cũng đều là giống nhau. Mã của em nó là RAAG0026E10B và giá là 10.100.000. Đây anh em nhìn xem. Quá đẹp đúng không? Phải nói là rất là chất luôn anh em ạ. Này. Màu anh em nào thích một chiếc đồng hồ có mặt xanh lục bảo thì tôi nghĩ là đây là một chiếc đồng hồ nên mua rồi. Quá chất luôn rồi. Rồi, tôi sẽ lên tay thử cho anh em. Về thông số kỹ thuật của em nó thì cũng vậy thôi. Đều là size mặt 41.5, mặt kính Babino, chất liệu dây vỏ thép 316L, độ chịu nước 5ATM. Đấy, vấn đề là bây giờ anh em chỉ xuống tiền để rước em nó về thôi. Rồi, anh em ơi, nhìn thế nào? Rồi, mình nghĩ rồi đúng không ạ? Quá đẹp luôn chứ ạ. Này, anh em đã cổ tay khoảng 17-18 và đeo mẫu đồ này rất ok. Đấy, cổ tay tôi đeo rất là đẹp luôn. Nó này rất là đẹp. Rất ôm tay, rất vừa vặn và rất hợp lý luôn anh em ạ. Đây, phần khóa em nói đây. Rất là chắc chắn, rất đẹp. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một cuốn sổ bảo hành. Đây, đây là một cuốn sổ bảo hành có rất nhiều thứ tiếng khác nhau ở đây. Đấy, và có các trung tâm bảo hành và có các thị trường. Đây, có các thị trường, đây là ví dụ châu Á này. Đây này, có đầy đủ các nước đây. Japan, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, China, đấy, Indonesia, Hồng Kông, các thứ đầy đủ ở đây. Rất nhiều các thị trường. Ozen thì nó là một thương hiệu quốc tế rồi cho nên là nó được bán ở tất cả các thị trường khác nhau. Và ở Việt Nam đây, Việt Nam thì có các trung tâm bảo hành của em nó đây. Đó. 41 Thi Sách này, 156 Nguyễn Khánh Toàn này, 394 Điện Biên Phủ Sài Gòn này. Và đây, bên này nữa, 717 Cách Mạng Tháng 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh. Và 64 Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh, đầy đủ luôn. Đó. Và cái phần mặt sau đây thì bao giờ cũng có cái tem, này, tem chính hãng của Tân Hải Minh nhá. Đấy, anh em nào mua sản phẩm mà cái trên cuốn sổ bài nó không có tem này thì đa số nó là hàng trôi nổi hoặc là hàng sách tay thôi. Đấy, cho nên là khi anh em xác định mua một chiếc đồng hồ mà chính hãng
Và chính hãng thì cũng nói luôn với anh em rằng là không có giá rẻ và chỉ có giá hợp lý. Cho nên là anh em mua thì cũng nên tỉnh táo. Khi anh em mua bỏ một số tiền rất là lớn nhưng mà mua phải cái hàng nhái hàng giả thì cũng rất là buồn luôn. Cho nên là anh em mua thì cũng chọn những nơi uy tín để mua những cái sản phẩm tốt cho mình, chứ không lại rước họa vào thân anh em nhé. Vâng, rồi còn phần mặt sau này thì là để điền các thông số kỹ thuật bảo hành cho anh em. Và chế độ bảo hành của em nó là được bảo hành chính hãng 1 năm và bảo hành tại đồng hồ giờ watt chúng tôi là 5 năm cho anh em. 5 năm bảo hành tại giờ watt cho anh em nhé. Rồi, ngoài ra nữa thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp như anh em đã nhìn thấy từ đầu video đến giờ. Đây là những chiếc hộp chính hãng của thương hiệu Ogen. Vâng, đây là một chiếc hộp rất là đẹp đây. Vâng, còn mặt được phay nhôm rất là đẹp và trên bốn góc được tán bốn cái đinh đặc điểm của thương hiệu Ogen ở đây. Vâng. Rồi, trên 6 mẫu đồng hồ siêu yêu siêu đẹp này thì anh em xem ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ với giờ watt để sở hữu em nó anh em nhé. Vâng, anh em đã xem video nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho đồng hồ giờ watt của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Vâng, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. We'll be right back.